tối tối lướt web nếu thấy có chán cứ kiếm tới mì gõ thơm thơm ngon ngon vui là chính và những điều hay ho mấy anh mấy em chưa người yêu đang sau lo thì đừng ngại những chi đến đây xem channel mì cô những chị đang kia mấy cô em cứ để sexy làm mình cười vui nữa đi để chi được sâu thẳm xem xong nhớ cho một like. Cái chết thầm lặng của Na đã giúp Bom tiếp tục tiến về đấu trường cuối cùng. Chỉ còn một mình Bom, liệu có thể đối đầu với nhóm Linh Miêu? Càng về đích, càng nhiều hy sinh. Liệu sẽ có kỳ tích nào cho bộ tứ bá đạo? Mời các bạn xem tiếp. Hôm nay em đẹp lắm. Tại vì trên mạng chửi nhiều quá cho nên là hôm nay em quyết tâm phải đẹp hơn. Bộ đồ này rất hợp với nơi này, em thấy không? Khi mà chúng ta bước qua cánh cổng đó thì danh hiệu vô trò chơi sẽ thuộc về ta. Bom, tại sao nó cứ phải lăn xăng khi nó không có khả năng chứ? Đi đâu mà dọn mà về vậy Bom? À, mà sao thuyền có không đi? Chạy bộ làm chi vậy? Rảnh quá. Thằng này chắc là tuổi con đĩa nè. Sao mà sống với ai quá vậy? Ta có lời khen, nhưng mà tới đây thì thời gian không còn nhiều. Chắc là ngươi phải chết ở đây rồi. Tội nghiệp. Mày sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chết chưa Bom? Mày bắn tao đi. Tao không dám bắn. Sao nhìn quen quen? Bom, anh nhận em hả? Trời Ni, Ni Saki. Ừ. Sao tự nhiên em đeo khẩu trang chi vậy? Tại vì lúc này điêu thiền cho người chi bắt em để tạt axit em cho nên là trời ơi. Em mới phải hóa trang như thế này để mọi người không có tìm ra em. Ra là vậy. Bốn phương trời ta về đây chung vui đúng không? Mắc cười quá. Đây là chỗ chết. Các ngươi vô đây để chết, làm biến thở. Được, ta chưa chết chung. Được cái gì? Khoan. Bộ đồ đẹp đó. Bộ đồ màu sắc sặc sỡ này nó hợp với ta. Em có yêu ta không? I love you, I love you. Vậy thì em hãy ở lại giết cái bọn tép riêu này. Lấy cái bộ đồ này cho anh. Anh thích. Ta đi trước nha. Bởi vì hắn ta nằm giữ bí mật của em. Bom,
lòng yêu anh mà bom. Lãnh đi. Em đi đi. Bom. Anh không ngu thêm một lần nào nữa đâu Miêu. Mày cũng khôn ra rồi đấy nhở? Tao tưởng mày vẫn dạy gái như ngày nào. Ô, bom miêu miêu mà bom. Bom miêu miêu, bom miêu miêu, bom miêu miêu nè. Á, à, không yêu nữa hả? Ờ, à, lại còn kéo đàn kéo đúng ra đây nữa. Mày có đồng đội, chẳng nhẽ tao không có. Dài với tao ấy, một rổ. Này, hả? 500 anh em của Hoàng Tử đâu? 500 anh em à? Hôm trước em đưa cái điện thoại cho anh nhảy mobile lắc á. Giờ lính của anh suốt ngày lắc trên mobile rồi. Đúng rồi, mình anh. À, bây giờ làm nào? Em yên tâm, mình anh cân hết. À, anh cân đi. Cục má. Lên anh. Tương lệnh tục cưng. Liêu ơi, cái cục mỡ này anh cân không nổi em ơi. Thôi, anh đi trước đây. Em mở lại mình giỏi nhé. Được lắm, được lắm. Cục mỡ. Ngươi tưởng ngươi có cục mỡ. Ta không có chắc. Cục mỡ của ta còn nặng hơn. Giết hết bọn nó cho ta. Anh Bơm, anh mau đi làm nhiệm vụ của anh đi. Ở đây đã có em và cục mỡ lo rồi. Anh biết rồi. Cảm ơn hai người rất là nhiều. Cố lên anh. Đi đây. Bảo trọng. Út mát. Lánh ghét. Con làm cái gì mà ngộ quá vậy? Dạ tụi con đâu biết gì đâu sư phụ. Ba sư huynh đệ tụi con đang ăn chuối, tự nhiên nghe tiếng thầy kêu triệu hồi ra đây quánh yêu quái. Ta triệu hồi các con hồi nào? Không có hả? Chúng ta còn nhiệm vụ trên đường đi thỉnh kinh. Ta đói, các con hãy đi quái viên cho ta đi. Đi thôi các đệ. Có sao không? Có sao không? Ủa? Anh Bi! Ủa giọng này nghe quen quá vậy ta? Nisaki đúng không? Em nè! Bà, ai vậy? Đó là người bạn đồng hành cũ của anh đó, Nisaki. Cũng hên là nhờ có con ghệ của anh. Nó biết được cái cảnh này. Nó chạy lại nó báo cho anh. Anh chạy tới đây
Trên đường đi tới đây gặp được sư phụ của ba cái thằng hồi nãy. Anh thuyết phục ổng đi tắm, xu được bộ đồ đem tới đây. Này yếu vậy. Ủa mà ông Bơm đâu rồi? Chết, anh Bơm đang gặp nguy hiểm. Đi cứu. Chuẩn bị ăn mừng nó trở thành vua trò chơi. Lúc đó em sẽ là nữ hoàng, em chỉ dưới ta nhưng trên hàng vạn người. Và bây giờ em hãy lấy quyển sách sinh tử ra, chúng ta sẽ bước vào cánh cửa cuối cùng và hủy diệt. Sẽ trở thành thiên hạ vô địch. Mày đau hả? Mày nghĩ tao yêu mày hả? Mày luôn mày nói tụi nó ngu, nhưng mày là con ngu nhất. Mày cũng chỉ là cô tốt thấy của tao thôi. Mày tin vô tình yêu à? Không có. Đừng bao giờ tin vào tình yêu. Nghe chưa? Danh hiệu vô trò chơi chỉ có một. Sự xuất hiện bất ngờ của Ni đã cứu mạng Bom. Bi và Kata cũng đã kịp xuất hiện để giải cứu Lữ Bố. Nhưng cái chết của Miu chính là điều bất ngờ nhất. Tình yêu mà cô dành cho NJ cũng chính là con dao đã giết chết cô. Đó có phải là điều mà rất nhiều người xem bộ tứ mong muốn? Các bạn có thực sự muốn Miu chết? Thật đáng thương.